Xin chào mọi người á. Đây, hôm nay mình vừa về quê á. Hôm nay là 2 tuần sau Tết. Đợt vừa rồi mình có mua được mấy cây cúc tiên sinh ở Bình Định đây. Cúc tiên sinh ở Bình Định á. Đây, hôm nay mình đã trồng lại rồi, mà nó cũng đã phát triển rồi ha. Đây, trên đường đi thì chở cái cây này thì nó rất là xa ha. Đây, rất là xa. Rất là xa. Rất là xa, đi đoạn đường rất là xa, mấy trăm cây số à. Đây, đây đoạn đường này mình lúc này mình quay là đang ở Phan Thiết này ha. Rất là xa ha. Đoạn đường đi thì cũng rất là vui á. Ở đây có người ta bắt ruốc rồi, mấy con ruốc á, người ta phơi như này chỗ biển Vĩnh Hảo nè. Biển Vĩnh Hảo nè. Đấy, hình như là 700 cây số á, 700 cây số mà về đây trồng, hôm nay trồng nó đã phát ra nè. Đấy. Đây, xin chào mọi người đây. Đây, đây là cái cây cúc VIP ha, cúc VIP từ Bình Định đây, ở Bình Định đây. Lần trước là mình có chuyến đi Bình Định đó, ha, mình đã đem nó về đây. Lần trước thì mình nhổ bầu á, nhổ bầu mà bỏ trong cái xe ông ra. Là cái cây này nó đi từ Bình Định mà về tới Sài Gòn luôn á, khoảng gần như là 600 cây số á, 600 cây số nó đi với mình đây. Đây. Đây là hôm nay là sau 1 tuần. Vậy mình trồng á nè, nó đã đâm chồi lại nè, nó đã phục hồi lại rồi ha. Đây cúc VIP đây. Cúc VIP này thì bông nó rất là đẹp nhưng mà nó có bị nhược điểm một cái đó, là nụ nó không có khít lắm. Không có khít lắm. Hôm nay cái video này là chỉ dẫn cách trồng lại thôi, cách trồng với trấu á, cát trộn với trấu. Ở đây mình thì mình về mình thêm sơ dừa nữa thôi. Cái phần dưới cùng của cái chậu này á, dưới cùng của cái chậu này thì nó là một cái lớp chuyển qua video khác này. Này, phần dưới cùng của cái chậu này thì nó là một lớp cát núi á, một lớp cát núi cát hột to đó, lớp cát núi cát hột to này nè, đây cát hột to này nè. Đây là cái chậu của cái cây cúc rồng bay nè ha, cúc rồng bay ở Bình Định đây, nó đang nằm bên đó kìa. Hôm nay bữa nay nó cũng xanh tốt rồi, này bắt đầu nó đâm rồi ha, bữa đem về nó sơ sát hết trơn, bữa nay nó đã ra đọt rồi nè. Để cái đọt già này mình sẽ chiết ra, mình sẽ ghép á. À, đây là rồng bay nè, nụ nó chi chít luôn, mà hoa rất là đẹp á, cúc rồng bay. Nhánh này nó bị chết à. Đây, thằng này là cúc sáo hương á, cúc sáo hương, hôm nay nó cũng ra lá xanh tốt rồi nè. Đây còn rất là nhiều bông á. Đây, cái này thì nếu muốn lấy giống thì giữ lại giống, còn không lấy giống thì lặt bỏ hết đi, lặt bỏ mấy cái phần này ra để cho nó bỏ mấy cái này để cho nó đừng có mất sức nó nuôi này nữa, nuôi trái á, nuôi hoa nó mệt rồi, đừng có nuôi trái nè, muốn lấy giống thì giữ lại. Hồi này mình không cần lấy giống á, lấy giống thì lặt bỏ hết. Đây rồi, về để mà trồng lại những cây này á, trồng lại những cây này thì giống theo cái nguyên lý là
mình không biết như thế nào á, nhưng mà cây đó nó đã trồng ở ngoài đó trồng như thế nào thì nói chung ngoài đó cái mình đông đi đó là khí hậu ngoài đó nó cũng gần gần giống như miền Nam mình nè, nó cũng thế nó cũng ấm lắm, nó cũng gần gần giống á, mà người đó người ta trồng cát á, người ta trồng bằng cát. Thì về đây thì mình ở miền Nam mình á thì trồng bằng cái sơ dừa, người ta trồng bằng cát, sơ dừa bằng cát á. Về đó thì mình có gặp ông chú ngoài đó đó, ông giải thích thế này nè. Ở ngoài đó thì quanh năm á, nói chung là nó cũng không có mưa, nó cũng không có nhiều lắm, nhưng mà nó có một cái mùa lũ, và mùa lũ á, thì nó có thể ngập ha, ngập những cây này, ngập những cái cây mai này luôn nè. Và những cái tháng mưa đó, nó mưa thì nó không có nhiều, nhưng mà mưa nó dai lắm, mưa nó có mấy tháng trời á. Đấy, người ta trồng cát để hạn chế việc úng rễ á, lỡ nó có mưa nhiều quá cũng chả sao cả. Đây, nó mưa nhiều quá thì cát này nó không có giữ nước nhiều quá. Đây, nó chỉ như giữ bao nhiêu đó thôi. Còn nếu mà người ta trồng sơ dừa nhiều là như trồng thì giữ nước nhiều quá, mà mưa dầm mấy ngày liên tục là có khả năng là sẽ bị thối luôn á, sẽ bị thối luôn. Nếu mà mấy ngày liên tục đây thì phần sơ dừa nè nó sẽ bị thối luôn ha. Đây. Đây. Nên ở ngoài đó người ta không có trồng sơ dừa ha. Mà nhưng mà hiện tại có thấy một số vườn người ta cũng trộn sơ dừa vào trong trấu nè. Đây, sơ dừa thì nó giữ nước ở trong cát này, và cái rễ nó sơ dừa nó mềm, cái rễ nó dễ đâm hơn. Đây là những cây mai Bình Định mình đem về đây. Đây là một cái cây cúc rồng bay nè, cây cúc sáu hương nè, ha, cây cúc phiếp nè ha, cây cúc phiếp nè, cúc phiếp hôm nay nó đã tốt lại rồi. Thì cách trồng đây, bên đây có cây mai cam Bình Định nữa nè, mai cam Bình Định con này cam 24 tới 50 cánh nè, hoa rất là to, cam Bình Định nè, mai cam á, mai cam, đây là mai cúc tiên sinh ha, và có thể là cúc bi nữa nè. Đây, mai giảo Bình Định ha, giảo Bình Định này của anh Ngô Mạnh Tuân nha, giảo Bình Định nó rất là mạnh ha, đó là cái cúc tiên sinh luôn. Đây. Đây thì cách trồng đây thì cái bữa đó mình đem về đây á, thì còn cái bầu cát ha, mình loại bỏ 1/2 ngoài. Ở ngoài cái cây này tôi trồng chậu rất là là lớn ha, cái chậu khoảng 3,5 tấc 4 tấc á, cái cây nhỏ thế này thôi. Cái thế này mình đây mình vô chậu có 2 tấc à. Còn ở đó cây thế này là người ta vô cái chậu tới 4 tấc đặng. 3,5 tấc 4 tấc. Chậu rất là to, chậu kinh không nổi luôn, mấy cây nhỏ nhỏ thế này nè. Đấy, người ta trộn cát á, người ta trộn cát thì cho dù có tưới nhiều cỡ nào nhiều nó cũng không có bị lèn nước ha, cái đó là một cách hay của người ta ha. Còn khi mà mình làm á thì mình cũng làm theo nguyên lý ha, làm sao cho vô cái chậu bự thiệt bự mà nó thoát nước tốt là được, bằng cách người ta chim gạch, người ta đục lỗ khoan lỗ, có nhiều cách á. Đây, làm sao muốn làm sao thì làm, mà miễn cái này nó thoát nước tốt là được rồi. Đấy thì về đây mình làm cũng y chang vậy thôi. Đây, về đây mình giữ lại 1/2 phía bên trong này, bỏ đi 1/2 cát phía bên ngoài. Rồi mình trộn cái sơ dừa bỏ trấu đây, 2 sơ dừa 1 quả trấu đây, hoặc là 6-6-4 à. 6 sơ dừa 4 quả trấu, mình tỷ lệ 6-4 à. Hoặc là 2 sơ dừa 1 quả trấu, vậy thôi cho thoát nước cho tốt. Này nó ra quá trí luôn rồi nè, đây. Thấy chưa, nụ nó tròn vo à. Đã giống cúc này là khi mà nó còn nhỏ cái nụ nó bự chà bá luôn nè. Bữa nó nở thì quay cho mọi người xem ha. Đây. Này trồng lại bữa nay thấy nó cũng tốt rồi nè. Đây, trong quá trình trồng này thì mình sẽ cập nhật ha. 2 tháng 3 tháng để cho mọi anh em ở miền Nam có mùa mai của Bình Định á thì có thể là trồng lại những cây này chắc sống á. Trồng lại thì mình nghĩ là những cây mà chuyển sau Tết chúng ta nên thâu cành lại ha. Tại vì khi mà chúng ta thay đất á, nguyên lý là thay phân này là đứt rễ. Mà đứt rễ lúc đó là cây sẽ hút ít nước ha, hút ít dưỡng chất ha. Mà chúng ta để cành nhiều quá thì chắc chắn là không thể nào mà nó nuôi nổi, mà không nuôi nổi thì nó sẽ bị chết hoặc là nó bị suy. Đây, nó đó là điều tất nhiên thôi. Để vậy chúng ta muốn giữ những cây mai đó lại á, khi mà chúng ta thay đất á là chúng ta phải thâu cành. Còn khi mà không muốn thâu cành á thì đừng có thay đất. Hoặc là thay đất á mà việc cố gắng thì giữ lại những cái rễ á. Mà không muốn thâu cành á, mà muốn ra khay không mất nước á, thì chúng ta nên lặt bỏ những cái lá đi, bỏ lá đi thì lá nó mất nước à. Nước nó hút lên thì nó cái lá nó hút dưỡng chất từ cái nhành này ra nè. Đấy, nó sẽ mất nước, mà mất nước sẽ bị khô, và khô sẽ dẫn đến suy cây chết cây. Nó chỉ có vậy thôi ha. Những cái này là mình chở từ Bình Định về luôn nè. Mấy cái này nè,
2 4 5 6 cái cây này ha, có cây cúc VIP mà kia nữa. Là trở từ Bình Định luôn. Là nó nằm ngoài nắng là 2 ngày trời á, 2 ngày trời. 2 ngày trời. Là vừa gần như là 600 mấy chục cây số, 650 cây số á. Gần như gần 700 cây số. Đây mà về tới đây nó vẫn khỏe ha. Vẫn bình thường không có gì hết á. Đây, tại vì trước đó là mình lặt lá trụi hết rồi, lặt lá trụi hết rồi. Mình mới trở về. Còn để lá thì không thể nào mà để được, để lá thì nó sẽ bị mất nước á, mà mất nước thì sẽ suy cây. Đây đây có cái mai cúc nè. Nó đã hí vàng rồi nè. Hí vàng ha. Rồi. Ở đây em chia sẻ mọi người, anh em nào ở miền Nam mà có cách trồng mà mai Bình Định á thì có thể chia sẻ bình luận ở phía dưới ha, cách trồng chi tiết hơn để chúng ta cùng nhau học hỏi nha. Đây, cùng nhau học hỏi để hôm nhà giữ dưỡng là những cây mai đẹp của Bình Định đây. Nếu mà cây mai đẹp quá, người ta mà nó trồng rất là cực, mà người ta vào đây chúng ta làm chơi xong Tết mà để nó chết là uổng lắm á. Rồi, xin chào anh em á, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video này rất là nhiều á. Này, trong cái Tết vừa qua đó, thì mình cũng hơi bận á, tại vì mình trong thời gian vừa qua thì công ty mình ở thành phố á, nó cũng khai trương mở cửa đây, mình cũng có nhiều chuyện quá nên cũng không thể nào mà trả lời điện thoại anh em đồ hết được. Anh quý vị thông cảm á, sân từng sau này có gì thì mọi việc trở lại bình thường. Đây cúc bi nè, tròn vo luôn, tròn như viên bi á, nó tròn luôn ha. Mọi việc trở lại bình thường á, đây anh em thông cảm giùm nha. Đây, tròn vo luôn ha. Đây, những cái giống này thì sau Tết này mình sẽ nhân ra ha. Đây, nhân ra. Đây cúc tiên sinh ha. Đây, vậy đây nó ra tốt à. Đó. Đó là những cái cây mai Bình Định vừa dưỡng lại nha, dưỡng lại. Đây, cái cây cúc người ta xem lại cái hoa của nó nè. Hoa của giống mà cúc bi, cúc tiên sinh á. Rất đẹp ha. Đây, hoa rất là đẹp. Cặp màu đọt màu đỏ đậm luôn ha. Màu đỏ rất là đẹp. Rồi, xin chào mọi người á. Đây, cách dưỡng lại những cây mai Bình Định đây. Những cái mai này ha. Những cái mai rất là đẹp đây. Đa phần đất ở đây là trồng là cát không ha. Cát không, dịch ta về miền Nam cũng có dưỡng lại nha. Đây, đã cát đất không à. Đây. Về miền Nam chúng ta dưỡng lại. Mời xin chào. Là mới lên nữa. Rồi xin chào mọi người. Rồi, những cây mai rất là đẹp á. Sau đó chúng ta cũng áp dụng cái nguyên lý này nha. Để mà dưỡng lại nó. Thì hồi sáng thì em còn sáng thì em còn thì em bán hết rồi chứ. Này vẫn giữ lại 1/2 phần đất bên trong á. Chứ không có bỏ hết. Xe tải dưới quê đang chắc lên nè.